trình diễn vô cùng đặc sắc và thú vị. Và hãy dành cho những người đẹp ngày 8/4 một tràng pháo tay nồng nhiệt quý vị ơi. Và một lần nữa hãy dành cho những hiện thực của Hương Nam một tràng pháo tay quý vị ơi. Với phần 2 của chương trình Lotto Show Hương Nam trong tối đêm nay, gửi đến quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị rất nhiều. Rồi xin mời những thiên thần, mình bắt đầu đi bán vé đi những thiên thần ơi.
Phan từ từ cái con nhỏ đầu đầu mự đó rồi. Mày bước lại đây. Chủ đề bữa nay thiên thần chứ không phải là tâm thần. Mà mày tạo hình thì chỉ nhìn thấy ghê vậy. Không phải xô, nó nghe là thiên thần là do những con chim tu thành. Còn cái này cái tổ tu thành. Con tổ chim. Trời ơi coi kìa bả điệu kìa. Bữa nay làm thiên thần cái điều gì đó. Trời ơi, trên thiên thần mình á, tự nhiên Long Dương đâu xuất hiện vậy. Bà nội ơi, chịu gì, đi kiếm anh kìa mà. Thưa quý vị, và bây giờ những người đẹp của Lô Tô Ân Nam bắt đầu phục vụ quý vị dòng loại này với mọi lá vé là 30.000 đồng là vé. Cho giá trị giải thưởng sẽ là một phong... một năm phân vàng quý vị, một chiếc nhẫn năm phân vàng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những giây phút kiểm banh với quý vị nha. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình kiểm banh. Em mời một người lên đây kiểm banh với Phụng cho và rõ ràng nha. Vâng ạ, có ai lên kiểm banh với Phụng không ạ? Rồi, chị mở có lên không? Lên đây chị, lên đây. Đứng lên đi, áo đen hay là áo bông. Rồi, đứng lên cho chị đi. Dạ rồi, kính thưa quý vị, để mà khán giả lên đây sẽ nhìn vô cái dị banh và kiểm banh từ 01 cho đến con số 60 cho thật là rõ ràng và chính xác. Sau đó mình sẽ đến với trong loại dò số quý vị nha. Rồi nhanh nhanh nhiều chị đi kêu tìm chị giờ, và một chương trình và rất đặc biệt và rất là và minh bạch để phục vụ cho tất cả các cô chú các chị và các bạn với chương trình kiểm banh và hôm nay muốn ba đem đến cho quý khán giả và lòng tin và sâu sắc nhất. Và cũng mong rằng là quý khán giả hãy tin tưởng Hương Nam vì chúng em đem đến cho quý khán giả những chương trình thật hoàn hảo ạ. Thưa quý vị và những nhân viên đang phục vụ quý vị nhận là vé thì cái loại này đó là 30.000 đồng là vé. Cô chú chị nào mình chịu gọi vé có mình dành giờ tay lên nha. Cho em sổ liền không để vì chờ đợi lâu. Em ở đây đứng nha. Rồi em đứng ở đây em nhìn từ 1 cho đến 60 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 và 30. Kính thưa quý vị, 30 con số đầu tiên, chúng ta sẽ đến với 30 con số tiếp theo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, và 60. Đủ mà. Dạ đủ. Thì cảm ơn dạ em và bạn rất là nhiều. Và xin gửi tặng cho bạn một con gấu may mắn. Anh lưu niệm cùng với cả đám của tụi Hương Nam. Cảm ơn bạn trai rất là nhiều nha. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến trong này.